Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là van tiết lưu. Van tiết lưu dàn lạnh của dòng xe Mitsubishi Chiton và dòng xe Vario Sport. Van tiết lưu, van tiết lưu dàn lạnh. Thì trong quá trình khi chúng ta lưu thông xe, anh em chúng ta chạy xe trên đường mà bị hỏng mất cái van tiết lưu này, thì lúc đó buộc các bạn thay thế để bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường, với nằm trong hệ thống làm mát của xe. Đấy, nếu không thì chúng ta ngồi trong xe điều hòa nó không mát thì không khác gì ngồi trong cái lò nung cả, rất là khó chịu. Đấy. Thì cái này nằm ngay trên chỗ cái dàn nóng, phần nóng của con xe. Đấy, dàn nóng. Đấy. Nằm ngay trên dàn nóng. Thì trong quá trình khi bị hỏng thì anh em cần phải thay thế. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt thì chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em mà trong quá trình các bạn chạy xe, anh em ra mà cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng, thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt. Đấy, để mua hàng anh em thì truy cập website phụtungmitsubishi.vn hoặc kết bạn Zalo, các số Zalo hotline của bên mình đây. Thì bên mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn một cách chi tiết để làm sao chúng ta có con xe vận hành tốt, chạy tốt, mà chi phí các bạn khi mà bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng này, anh em khi mà sửa chữa nó không quá đắt đỏ. Thì đấy là mục tiêu hướng tới của phụ tùng Mitsubishi An Việt.